Lãnh địa tại mạc thế chương 287, phong cách lâu đài có chút không đúng. Thân thể bọn họ không người xuống, hai chân dùng sức, giống như một con báo săn linh mẫn, từ trên hàng rào vượt qua. Lạch cạch. Chân dẫm lên đất bùng xốp, một vài người nhanh chóng tiến về phía trước. Ngoại trừ con đường lát sỏi trước cửa chính, những nơi khác trong vườn hoa không có đèn đường, màn đêm trở thành người bạn bảo vệ tốt nhất của bọn họ. Hắc xà dẫn đầu đi trước, Hai chân bảo trì tiết tấu chạy đi, nhìn thấy cửa sổ bên kia không? Chúng ta sẽ vào lâu đài từ hướng đó. Trong lúc nói chuyện, hắc xà bỗng nhiên cảm thấy cơ thể có chút nặng nề, tựa như hai chân bị vật gì đó trói chặt. Hắn cúi đầu nhìn xuống, nhờ ánh trăng trợ giúp, hắn nhìn thấy hai chân của mình đang bị dây leo quấn quanh rất nhiều. Chạy quá nhanh không cẩn thận quấn lên sao? Ở nơi này trồng hoa cỏ thật sự quá nhiều. hắc xà nghĩ nghĩ, sau một lúc lại mở to hai mắt anh đã rõ ràng bước chân chậm lại nhưng lại nhìn thấy những dây leo này lao về phía mình thậm chí xung quanh còn kèm theo tiếng sột soạt dây leo trong bán kính mấy mét giống như sống lại điên cùng lao tới cẩn thận nơi này không thích hợp hắn quát nhẹ một tiếng lập tức cầm lên chiến đao ra tay chặt đứt một mảng lớn dây leo nhanh chóng rời khỏi nơi này ngay lập tức bằng mắt thường hắn nhìn thấy hoa cỏ ở phía xa cũng bắt đầu nhúc nhích một số nụ hoa mở ra tựa như hoa ăn thịt người có một số dây leo cuộn tròn như một cái roi, lao về phía trước đánh tới. Khu vườn này quá quá dị, trong lòng hắc xà ấn lạnh, không biết chủ nhân thâm lam ở chỗ này trồng loại thực vật gì, hiện tại chỉ muốn nhanh chóng rời đi. Hắc xà cầm đao vung lên xuống vô cùng mãnh liệt, di chuyển càng ngày, tốc độ hai chân chạy lại tăng nhanh, đã không để ý tới động tĩnh có chút lớn. Một số thành viên trong đội thậm chí còn bối rối hơn may mắn vũ khí của bọn họ là trang bị rung mới mua ở thâm lam có thể chặt đứt những dây leo này nhưng có một người thức tỉnh cầm trường thương hai tay hai chân đều bị trói lại nắm lấy trường thương ra sức dãy dụa vô cùng tuyệt vọng cứu cứu mạng đừng có tới nơi đó nơi đó không được a à. tiếng hét thất thanh làm cho hắc xà càng không dám quay đầu lại chỉ cầm lên chiến đao đi về phía trước rốt cục từ một cửa sổ ở gần đó nhảy vào bên trong lâu đài ngay sau đó, hai thành viên trong đội cũng nhảy vào cửa sổ, họ vẫn chưa hết hoảng sợ thở dốc, cho đến khi quay đầu lại và nhìn thấy những bông hoa đã dương nanh múa vuốt bị giới hạn bởi đất đai cho nên không cách nào tác động đến bọn họ, rốt cục mới thở vào nhẹ nhõm. Kỳ lân, cùng với gà rừng. Chỉ còn lại có hai người sao. Hắc xà nhìn ra phía ngoài cửa sổ, xa xa trong khu vườn nhìn thấy hai chỗ hơi phình lên. Nếu người bị trói là chính mình. Hắc xà không khỏi trùng mình. Hai người khác cũng ôm chặt lấy mình Trên cánh tay người thức tỉnh xăm mình hình con chim đang dương cánh bay lên trời lẩm bẩm Tôi không phải là gà rừng, tôi là đại bàng Hắc xà lão đại chúng ta làm sao chạy đến lâu đài đây Hắc xà lúc này mới xem xét lại xung quanh Họ đang ở trong một lối đi ngầm nào đó của lâu đài Hai bên tường được khảm pha lê lên chiếu sáng lối đi vô cùng yên tĩnh Ngoại trừ âm thanh sột soạt vẫn truyền đến từ phía bên ngoài Cũng không còn âm thanh nào khác kể cả hai người lưu lại ở bên trong khu vườn có lẽ đã trở thành chất dinh dưỡng của những bông hoa kia anh có chút do dự cửa sổ này sáng sớm hắn đã làm ra quyết định lựa chọn vừa phát hiện nguy hiểm theo bản năng hắn liền chạy ngay lập tức đến bên này lại quên mất chạy ra phía bên ngoài thì gần hơn kỳ lân cùng gà rừng nhìn thấy lão đại hành động không chút do dự liền theo sát phía sau tất nhiên hắc xà sẽ không nói đây là sai lầm của anh sau khi cân nhắc một lúc anh ấy nói các ngươi có ai để ý, chúng ta ở trong khu vườn động tỉnh làm ra cũng không có nhỏ. Ta vừa rồi giống như thoáng nghe được phía bên kia của lâu đài có tiếng hét thất thanh. Có lẽ đám người kia khẳng định vừa trải nghiệm giống như chúng ta. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn không có người bảo vệ lâu đài nào xuất hiện. Điều này chứng tỏ. Vốn chỉ là muốn tìm cái cớ, nhưng khi nói, hai mắt của hắc xà sáng lên, giống như phát hiện ra điều gì, cả người trở nên tự tin hơn hẳn nói rõ trong lâu đài có rất ít người bảo vệ hoặc căn bản không có một ai canh gác nghĩ kỹ lại lâu đài sống ở trong xanh che chở nếu suy nghĩ kỹ lại lâu đài ở bên trong đều là nơi nghỉ ngơi của những vị cao tầng nơi trú ẩn thực lực mạnh mẽ và không cần ai phải canh gác bên ngoài lâu đài chỉ trồng những vòng hoa ăn thịt người kinh khủng đến dễ sợ những kẻ xâm nhập bình thường vào đây chỉ có thể biến thành chất dinh dưỡng cho cây nếu chúng ta không đủ mạnh mẽ kết quả cũng không có gì khác nhau nhưng tương tự, nếu chúng ta đã vượt qua khu vườn nguy hiểm, đi vào bên trong tòa lâu đài, như vậy hành động kế tiếp của chúng ta an toàn hơn rất nhiều. Hắc xà để lộ 8 chiếc răng tiêu chuẩn của hắn. Kỳ lân cùng gà rừng liên tục gật đầu, nhưng mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không đúng. Sau khi từ cửa sổ tiến vào trong lâu đài, thông đạo thẳng tắp này so với tưởng tượng còn dài hơn, kỳ lân có chút bất an, đại ca hắc xà, chúng ta đã đi lâu như vậy, ngay cả một gian phòng cũng không nhìn thấy, đừng hoảng sợ. Thác xa bình tĩnh, chỉ cần chúng ta không gặp bảo vệ lâu đài chính là tốt nhất. Về phần những thứ khác, lâu đài lớn như vậy, chỉ cần chúng ta tiếp tục tìm kiếm là được, chắc chắn có thể tìm thấy những manh mối có chút giá trị. Trong vài phút, khi họ di chuyển tiếp về phía trước cuối cùng cũng có chút thay đổi. Đây là một đại sảnh rộng lớn, phía trên đỉnh treo đèn chùm kim vàng son rực rỡ, mặt đất trải thảm đỏ, một bức tượng sống động như thật đang đứng sừng sững trên thảm đỏ hắc xà mỉm cười, xem, cái này không phải thay đổi sao, ngay cả đại sảnh cũng không có một ai bảo vệ. Có vẻ như hành động của chúng ta đêm nay diễn ra rất thuận lợi. Mấy người dẫm lên thảm đỏ đi qua, ánh mắt của gà rừng nhìn qua bức tượng cả hai bên. Sau đó, không ngừng tán thưởng, không thể tưởng tượng được chủ nhân của lâu đài này vẫn là một người rất có gu thẩm mỹ. Những bức tượng này không ngờ chân thực như vậy, những con vật này ở phía trên nhìn có chút không hiểu, rất nhiều hình thù kỳ quái. Kỳ Lân khinh thường chép miệng, dù đẹp đến đâu cũng chỉ là vật để trang trí. Anh khoa tay múa chân chỉ thanh kiếm ở trong tay, sức mạnh mới là vua, loại đá vỡ rách nát này có gì đẹp mắt. Nếu không phải vì tránh những chuyện không đáng xảy ra, ta tùy tiện có thể đem những bức tượng xấu xí này đem. Hai chữ phá vỡ còn chưa kịp nói xong. Lông gà của Kỳ Lân dựng thẳng đứng, anh ta dường như nhìn thấy đôi mắt của tác phẩm điêu khắc trên đá hướng về phía anh nhìn lại. Nhất định là ảo giác khi anh đang ở trong khu vực của địch. Má ơi! Bức tượng con chó hai đầu, cái đầu kia đột nhiên quay lại, bốn con mắt nhìn chầm chầm về phía hắn, nguyên bản cái miệng đang ngậm lại giờ đây mở miệng lộ ra hàm răng sắc bén. Bức tượng sống lại. Vài phút sau, hắc xà, kỳ lân, gà rừng, ba người cắm đầu cắm cổ chạy trong một lối đi khác. Lúc này, cánh tay gà rừng có hình xăm đầu gà đã biến mất không thấy, máu tươi chảy đầm đìa, toàn bộ khuôn mặt của gà rừng biến đổi chỉ vì đau đớn kỳ lân cũng bị thương không nhẹ cả người cháy đen thui bây giờ đã biến thành người da đen chỉ có trạng thái hắc xà tương đối tốt tuy nhiên tâm lý của anh ấy đã bắt đầu sụp đổ không thể duy trì sự điềm tĩnh bề ngoài được nữa đi bộ qua khu vườn hoa cỏ cây cối đều sống lại đi ngang qua bức tượng điêu khắc bức tượng sống lại vốn dĩ làm dáng điệp lẻn vào bí mật gây tai họa nhưng con mẹ nó, tại sao lâu đài này kỳ ảo đến như thế? Ngay cả khi hắc xà đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý bị thủ vệ canh gác phát hiện liền bắn ra tín hiệu, nhưng những bức tượng này cứ bám riết ở phía sau. Hô hô hô! Vài người liên tục thở hổn hển, chưa bao giờ như giờ phút này ba người bọn họ đều phải cảm ơn con đường dài và nhỏ. Nếu không phải như thế bọn họ cũng không có cách nào chống đỡ được nhưng những bức tượng kia giống như không có khái niệm mệt mỏi mà bọn họ cũng sắp chống đỡ không nổi nữa rồi trước mắt xuất hiện vài ngã rẽ hắc xà còn không kịp nghĩ muốn chuẩn bị quẹo ở ngã nào liền nhìn thấy ngã rẽ bên trái xuất hiện hai người thức tỉnh đang hoảng sợ chạy ra bên ngoài hắn nhìn rất quen mắt đây không phải là đồng nghiệp ban đầu ở bên ngoài khu vườn gặp phải hay sao hai bên vừa trao đổi ánh mắt đều hiểu được hoàn cảnh của nhau sau lưng đều có thứ gì đuổi theo chỉ có thể quẹo ở chỗ ngã rẽ khác nhưng còn chưa đợi hát xà cất bước bên tai truyền đến một tràng tiếng bước chân dồn dập hắn nhìn kỹ những ngã rẽ còn lại mẹ kiếp có rất nhiều người thức tỉnh đang chạy như điên kiếp chỉ có một người nhiều thì có bốn phẩy năm người đều là đồng nghiệp hết sao gặp nhau ở giao lộ các đồng nghiệp chạm mặt đều hoảng hốt lắm rồi nhưng mà hiện tại tất cả các con đường đều có những bức tượng truy đuổi ở phía sau bọn họ không còn nơi nào để trốn đi Mắt của Hắc xà nhìn qua những vị đồng nghiệp này, thực lực cũng không hề yếu, nếu không phải như thế cũng không thể sống sót đến bây giờ. Trên mặt hiện ra tàn nhẫn, lúc này mới mở miệng nói, bên trong giọng nói nghe có chút lạnh lẽo, mọi người, hiện tại tình cảnh của chúng ta không còn nơi nào nữa mà trốn. Nhưng chúng ta vẫn còn một biện pháp khác, đó là lựa chọn một con đường dết ra phía bên ngoài. Với số lượng của chúng ta, chỉ cần đồng tâm hiệp lực không phải là không có hy vọng chạy ra phía bên ngoài. Tất cả mọi người nhìn nhau nhanh chóng gật đầu. Bọn họ bây giờ giống như châu chấu buộc chặt trên sợi dây, vừa rồi nhân số ít ỏi, họ không thể đối phó bức tượng truy đuổi ở phía sau, nhưng hiện tại đã tập hợp tổng cộng hơn hai mươi mấy cao thủ, chỉ lựa chọn một con đường có 3,4 bức tượng truy đuổi ở phía sau. Chẳng lẽ còn không làm được sao? Họ không cần phải liều sống liều chết với những bức tượng, chỉ cần có cơ hội chạy thoát là đủ. Trong lòng vô số ý niệm đã hiện lên, không ít người đã thầm hạ quyết tâm chỉ cần có thể trốn thoát ra khỏi nơi này đánh chết cũng không bao giờ quay lại nơi này lần nữa cuộc giao lưu chỉ vỏn vẹn có mấy giây những người này đã làm ra quyết định nhanh chóng lựa chọn một con đường phá vòng vây lao ra ngoài trước mặt là một con báo bằng tượng mọi người lao lên phía trước nhao nhao lấy ra những vật phẩm bảo mệnh đao quang kiếm ánh nổ tung ầm ầm ngay sau đó vù bức tượng báo đống vẫn còn nguyên vẹn bước ra từ trong khói bụi bước chân tao nhã sau đó nâng móng vuốt lên ba 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 một tác một người nằm đem những người thức tỉnh này đánh cho ngất xỉu khi những móng vuốt cuối cùng phóng to vô tận trước mắt anh hắc xà vẫn không thể nào hình dung ra được bọn họ vừa mới nãy còn ở trong tay những bức tượng chống đỡ được một thời gian vậy mà tại sao chỉ mới một lúc liền biến thành một tác một em vô cùng nhanh chóng Điều này không có khoa học chút nào. Hay là bọn họ vừa mới gặp ảo giác? Lâu đài, tầng trên cùng. Gió thổi ồn ào. Trận đấu buổi tối Đường Vũ cũng không qua đó xem, vốn định huấn luyện trong trại huấn luyện được xây sẵn trong lâu đài, nhưng không ngờ lại tình cờ được xem một chương trình hay. Phim bom tấn kỳ ảo. Không phải, mô đun phòng thủ lâu đài phiên bản beta 1.0 video được ghi lại. Trước. Trước người Đường Vũ Quả cầu pha lê đang lơ lửng, đủ loại tình huống phát sinh bên trong lâu đài đã sớm bị ống kính thủy tinh chụp hình và quay lại. Mô đun phòng thủ lâu đài so với tưởng tượng còn dễ sử dụng hơn. Đường Vũ suy nghĩ, anh đã sớm hạn chế sức mạnh của hoa bụi gai và tượng đá bảo vệ nên đám người hắc xà và những người khác có thể sống sót lâu như thế. Nếu không ngay cả việc thông qua khu vườn của lâu đài cũng không được, có lẽ những người đó sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho cây hoa càng ngày trở nên mập mạp thông đạo ảo giác cũng vô cùng giúp ích. Những tên gián điệp đó dường như đã chạy quanh lâu đài trong một thời gian dài, nhưng trên thực tế, họ vẫn tiếp tục đi vòng tròn cho đến khi anh kiểm tra xong mới buông bỏ những hạn chế tượng đá bảo vệ, nên những người kia dễ dàng một tác liền ngất xỉu. Đại hội võ thuật vẫn đang diễn ra sôi nổi như trước. Tối qua, vòng đấu sơ loại 100 người hỗn chiến đã chấm dứt, phần thử thách dành cho những người thua cuộc ở vòng 2 cũng đã bắt đầu, số người chiến thắng cũng có một sự thay đổi nhỏ buổi sáng hôm nay, bắt đầu từ 8 giờ, tổ thua cuộc vẫn tiếp tục khiêu chiến của ngày hôm qua. Mãi cho đến 10 giờ, thử thách của những người thua cuộc chính thức chấm dứt trận chung kết. Sẽ diễn ra vào ngày mai. Cách một ngày mới diễn ra để cho các thí sinh thư giãn, nghỉ ngơi cũng là cách để đại hội võ thuật chuẩn bị cho tốt hơn. Nơi trú ẩn chính thức mở ra cá cược cũng có thể nhân dịp trong khoảng thời gian này sẽ được nhiều người chú ý nhiều hơn. Lúc này, khán giả ngoài việc đoán xem ai có thể giành chức vô địch thì điều họ tò mò nhất chính là phương thức chiến đấu của trận chung kết. Đúng thế phương thức chiến đấu của trận chung kết lúc này cũng chưa có được công bố ra ngoài. Người đàn ông mặc chữ điện hút vào trong miệng những sợi mì ramen, chúc mừng anh trai đã tiến vào vòng chung kết. Chu Kiến Hoành ngồi bên cạnh, trên bàn cũng có một cái tô sắc to bằng chậu rửa mặt. Để thỏa mãn nhu cầu ăn uống khổng lồ của người thức tỉnh, cửa hàng ăn uống trong khu thương mại cũng bắt kịp theo thời đại và cho ra đời xét ăn khổng lồ dành cho người thức tỉnh. Người đàn ông mặc chữ điện nhanh chóng hoàn thành một bát mì ramen, giá cả khá rẻ, anh ta không kìm được mà gọi người phục vụ, cho thêm một, không, hai tô. Nếu đã ở lại trong thâm lam trong thời gian này, người đàn ông có khuôn mặt chữ điền cũng tham gia cuộc thi nhưng anh vẫn có phần tiếc nuối khi không được vào vòng chung kết. Phiêu, thực lực của mình chưa có đủ người thức tỉnh cấp 5 tham gia lần này có hơn 300 người, mà thực lực của hắn chỉ mới có gián đoạn giữa cấp 5 mà thôi, coi như được xếp hạng trung lưu ở bên trong, cho nên không tiến được vào vòng trong cũng là bình thường. Chỉ càng làm người đàn mặt chữ điền cảm giác ở khắp nơi trên thế giới này đều có người tài giỏi hơn. Anh Chu, phần kia chiến thắng, tôi ký thác ở trên người của anh vậy. Chu Kiến Hoành chỉ biết cười khổ, trận chung kết ta cũng không thể nào chắc chắn được phần thưởng trang bị rung cấp C lần này thu hút quá nhiều cao thủ tham gia. Những người có tư cách tranh giành top 3 chắc chắn không còn nghi ngờ gì nữa đều là những lão đại đã đột phá đến thức tỉnh cấp 6. Nhưng nếu đã đi tới bước này rồi, anh cũng sẽ cố hết sức chiến đấu. Ít nhất, cùng cấp bậc cao thủ giao thủ với nhau, cũng có thể làm cho anh có được không ít thu hoạch. Ai đó bước đi vào nhà hàng và đi ngang qua họ. Đây là một người trẻ tuổi, không có một chút khí tức nào của người thức tỉnh, giống như chỉ là một người bình thường trong nhà hàng cũng có không ít người bình thường đang dung bữa chu kiến hoành cảm thấy người thanh niên kia nhìn rất quen sau một hồi quan sát rốt cục anh đã nhớ ra hơi do dự một chút đừng chú em anh cũng không biết nên xưng hô như thế nào nữa đường vũ xoay người liền lập tức nhận ra chu kiến hoành từ hồi còn ở lâm đông bọn họ đã gặp nhau rất nhiều lần chẳng qua mấy lần đó đường vũ đều đeo mặt nạ mà thôi anh chỉ đơn giản gọi một bữa ăn đơn giản xét khổng lồ cộng thêm thịt thú biến dị ngồi đối diện với chu kiến hoành cùng những người khác đường vũ cũng không hề lộ ra một chút kiêu ngạo của một người giám đốc nơi trú ẩn khiến cho chu kiến hoành thả lỏng hoàn toàn mấy người trò chuyện vui vẻ hẳn lên đương nhiên nói về trận chung kết sắp tới chu kiến hoành là người khá có nguyên tắc cũng không đề cập đến cách thức cuộc thi chung kết có lẽ hắn cũng rõ ràng một điều với thực lực của bản thân đừng nói đến top ba thậm chí ngay cả top 10 cũng chả có hy vọng gì, cho dù biết trước cách thức trận chung kết cũng chả có gì tác dụng. Đường Vũ suy nghĩ một chút rồi nói, không có hy vọng, cái này cũng không có đúng lắm. Phương thức chiến đấu trong trận chung kết sẽ khác rất nhiều so với những gì các anh tưởng tượng. Kẻ mạnh sẽ có tỷ lệ giành được chiến thắng cao hơn, nhưng kẻ yếu cũng không phải không có cơ hội. Trong trận chung kết chỉ cần hành động nhanh lẹ, anh Chu cũng không phải không có hy vọng giành được top 3. Đường Vũ nói một cách mơ hồ, càng không hề đề cập đến phương thức chiến đấu của trận chung kết. Chu Kiến Hoành và người đàn ông mặc chữ điền có chút không hiểu, nhưng mà có hy vọng đoạt được tốt ba lời nói này, lại bị bọn họ ghi nhớ ở trong lòng. Lời của giám đốc nơi trú ẩn nói ra, chắc cũng không phải xạo đâu. Đợi đến khi ăn xong bữa trưa, người đàn ông mặc chữ điền đi dạo trên phố vẫn chưa có hoàn hồn lại, người thanh niên trẻ tuổi không vừa rồi không có một chút khí tức cao thủ kia, lại chính là giám đốc nơi trú ẩn. Nhưng hắn cũng không có chút khinh thường nào ở trong lòng, lúc trước ở trước cửa hàng Trang bị liền cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của vị cao thủ thâm lam, có lẽ cũng là vị giám đốc trẻ tuổi này. Có lẽ vị này đã đạt tới giai đoạn phản phát quy chân đi. Chu Kiên Hoành ở bên cạnh, cũng đang để hồn của mình lang thang ở khắp nơi, suy nghĩ về những gì Đường Vũ vừa nói, đối với trận chung kết ngày mai càng thêm chờ mong. Lịch tận thế, ngày 7 tháng 3. Buổi sáng võ đài đại hội thi đấu võ thuật những khán giả sớm mua vé ngồi kín mít ở trên khán đài nhiều chỗ ngồi ở khán đài lúc trước đã bị bỏ trống trong vòng thi đấu sơ loại đến trận chung kết những nhân vật quyền cao chức trọng này cho dù có bận rộn đến cỡ nào cũng dành thời gian đến bên này quan sát dù sao trận chung kết sắp sửa diễn ra vốn là cuộc chiến của những lão đại bất kỳ người nào cũng không thể nào bỏ qua lần lượt các thí sinh mạnh mẽ chuẩn bị tham dự vòng chung kết cũng đi tới hội trường những người này được bố trí ở khán đài tại khu nghỉ ngơi. Một số thí sinh cố gắng thăm dò đối thủ của họ bằng lời nói, trong khi những người khác nhắm mắt dưỡng thần chờ đợi trận đấu chuẩn bị bắt đầu. Nhìn kìa, là liệt hỏa chiến đội, đội trưởng vương ngũ. Anh ta chính là một trong các vị lão đại danh xứng với thực. Hoa hồng lính đánh thuê, tử mân côi cũng tới, thật sự cô ta không thua bất kỳ cánh đàn ông nào ở đây. Bên kia vị đại lão cấp 6 từ đâu xuất hiện, thực lực cũng mạnh mẽ vô cùng, nói không chừng người này có thể nằm trong top 3. Phó chỉ huy của nhóm lính đánh thuê sói bạc, nghe nói cũng là người phụ trách cao nhất của nhóm lính đánh thuê sói bạc ở Thâm Lam. Dưới tay có 2, 300 người thức tỉnh. Anh ta cũng là một nhân vật lớn, không ngờ anh ta cũng tới đây tham gia thi đấu. He he, ta đã liền mua phó đoàn trưởng sói bạc ở trong top 3. Tuy tỷ lệ cực có chút thấp, nhưng với thực lực của vị lão đại này, cũng có thể kiếm lời một chút nguyên tinh. Thời gian một ngày chuẩn bị, thân phận 100 vị cao thủ tham gia trận chung kết đã sớm bị người khai thác đi ra. Những người này cũng không giống như các ngôi sao, đi bộ trên đường cũng có người nhận ra. Nhưng danh tiếng, chiến tích của bọn họ lại vang vọng khắp nơi vùng Lâm Thành. Thâm Lam có rất nhiều người thức tỉnh, luôn có một ít người đã từng đối mặt với mấy vị lão đại này vòng tròn cũng không lớn chẳng mấy chốc sự xuất hiện của những vị lão đại này đã được rất nhiều khán giả nhớ kỹ, ngay cả những người sống sót bình thường thích buông dư quần chúng, cũng minh bạch được cấp độ thực lực của người thức tỉnh. Bình thường, ưu tú, cao thủ, lão đại. Thực lực bây giờ của Chu Kiến Hoành cũng được coi là cao thủ nổi tiếng, nhưng trong trận chung kết này, anh chỉ được xem là vai phụ, thậm chí ngay cả vai phụ cũng không được tính vào, chỉ có thể trở thành người qua đường đi qua nơi này làm nổi bật thực lực của những vị lão đại. Những thí sinh làm nền thậm chí không có ai đặt cược cho họ, chỉ có mười mấy vị lão đại kia mới là tâm điểm chú ý của mọi người. Thời gian 8 giờ đã tới. Tạ Y diện trang phục chỉnh tề bước lên sàn đấu. Lần này, anh ấy cũng không nói nhảm nữa mà đi thẳng vào chủ đề chính, tất cả thí sinh dự thi xin hãy đi theo hướng dẫn của nhân viên chúng tôi đi đến địa điểm thi đấu. Phương thức diễn ra trận chung kết có chút đặc biệt. Chúng tôi đã chuẩn bị cho các vị thí sinh một chỗ thỏa sức bung lựa mà không cần lo lắng về thương vong. Một trăm thí sinh đi theo nhân viên rời đi. Các nhân viên bộ thị chính, cùng với người thức tỉnh, đem mấy màn hình lớn mang lên võ đài xếp thành hình lục giác, để cho tất cả khán giả xung quanh khán đài có thể xem rõ ràng truyền hình trực tiếp của trận chung kết sắp diễn ra. Nguyên tinh đã được lấp đầy, màn ảnh số 1 đã được điều chỉnh xong. Màn hình số 2 đã được điều chỉnh xong. Khán giả trên khán đài truyền tai to nhỏ với nhau, vẻ mặt càng ngày càng khó hiểu. Cái quái gì thế này, trận chung kết làm sao lại biến thành trận phát sóng trực tiếp? Nếu không phải ở võ đài thi đấu, xem ra phương thức trận chung kết cũng không phải là cuộc chiến của những người thức tỉnh. Chẳng lẽ đổi thành cuộc thi săn bắn thú biến dị, cuối cùng lấy số lượng thú biến dị săn giết cùng thực lực thống kê điểm tích lũy, từ đó có xếp hạng thứ tự? Không phải chứ? ta đến đây muốn xem cái vị đại lão này chiến đấu với nhau, săn bắn thú biến dị còn ý nghĩa gì nữa. Cũng không thể nói như vậy được, dù sao cũng là đại lão, cho dù đối thủ có là thú biến dị, chúng ta cũng có thể học tập được không ít kinh nghiệm đi. Thâm Lam không lựa chọn trực tiếp đối chiến, nguyên nhân đại khái ta cũng có chút đoán ra, lúc trước vòng thi đấu loại cũng đã có hơn 20 người thức tỉnh bởi vậy mà chết, người bị thương thì nhiều vô số. Cho dù hạn chế sử dụng vũ khí không có lưỡi bén cho dù có thành viên tuần tra xung quanh sàn thi đấu tùy thời đem những người không còn khả năng chiến đấu kéo ra nhưng chiến đấu cũng không phải luận bàn thí sinh đều biết rõ ràng và khán giả cũng biết rõ ngay cả những người sống sót bình thường xung quanh có người nhát gan che mắt không dám xem nhưng cũng không thể nói loại chiến đấu quá tàn nhẫn dù là người bình thường tuyệt đại đa số cũng đã gặp qua thi thể ở ngoài thiên nhiên người thức tỉnh chết trong tay đồng loại chẳng lẽ còn ít sao Ngoại trừ bạn đồng bạn của thí sinh đã chết, cũng không có ai quan tâm người vừa rồi bị đánh chết là ai. Dù sao những người chết trước đó đều là phần lớn người thức tỉnh bình thường, ảnh hưởng cũng không có lớn, nhưng trận chung kết thì cũng không có giống. Lần trước đều là cao thủ cấp 5, cũng không thiếu nhân vật có danh tiếng. Một khi trận đấu diễn ra trận chiến khốc liệt, chết một ít mấy vị lão đại, chẳng phải. Sáu vị lão đại hầu hết là các đội ngũ đứng đầu, cỡ lớn đoàn trường, đội phó của đội ngũ nếu lập tức chết đi rất nhiều người, toàn bộ người thức tỉnh vùng lâm thành sợ sẽ bị kích thích không ít chấn động. Ban tổ chức nơi trú ẩn thâm lam cũng sẽ chịu áp lực từ các đội ngũ hàng đầu, như vậy thâm lam mới thay đổi phương thức chiến đấu của trận chung kết. Sau khi nghe người thức tỉnh có năng lực phân tích xuất chúng này một chút, những người khác nhất thời hiểu ra, nhưng mà bọn họ mong đợi các vị lão đại đối chiến với nhau, lại biến thành việc săn giết thú biến dị, có chút thất vọng, điều đó cũng không thể tránh được. Khán giả nghị luận vài phút, màn hình lớn trên võ đài rút cục hình ảnh cũng hiện ra. Lọt vào trong tầm mắt là cây cối xanh tươi, ống kính không ngừng bay lên cao, từng cây cối thô to xuyên qua màn hình hiện ra trong mắt người xem. Đây là địa điểm tổ chức thi đấu trận chung kết, khu rừng chết. Tạ y cầm micro giải thích, nhưng khu rừng chết này cũng không phải chân thật tồn tại, xin các vị hãy nhìn kỹ vào đây. Hình ảnh trên màn hình vừa chuyển, biến thành một con đường, hai bên đều là các phòng nhỏ, lúc này các thí sinh đang lần lượt đi vào hai bên phòng có khán giả tinh mắt nhìn thấy mỗi một phòng đều chỉ có một thí sinh bước vào tạ y tiếp tục nói khu rừng chết chóc là nơi trú ẩn của chúng tôi đã hao phí lượng lớn tài nguyên xây dựng ra tinh thần không gian không sai nói dễ hiểu một chút đó chính là không gian thực tế ảo chỉ có một chút không giống ở mỗi căn phòng đặc biệt lấy tinh thần cá nhân làm môi giới liền có thể ở bên trong tinh thần không gian ngưng tụ ra một bộ thân thể hoàn toàn giống nhau ở ngoài đời mà trận chung kết của chúng ta sẽ diễn ra ở trong khu rừng tử thần cần lưu ý một điều bên trong tinh thần không gian chỉ có thể sao chép cơ thể và quần áo bình thường mà không thể sao chép trang bị rung trên người thí sinh dự thi nếu có người thức tỉnh cần thay quần áo hiện tại còn có thể lợi dụng thời gian chuẩn bị cuối cùng tiến hành thay đổi lời này không nói cho khán giả ở đây nghe mà còn xuyên thấu qua cơ sở trại huấn luyện truyền vào tai những thí sinh thức tỉnh tạ y dừng một chút để cho khán giả cùng các thí sinh tiêu hóa tin tức này sau đó nói tiếp khi trận chung kết bắt đầu diễn ra mỗi người trên tay sẽ không có bất kỳ vũ khí gì nhưng vì chúng tôi đã chuẩn bị địa điểm chung kết tinh thần không gian đương nhiên sẽ không hạn chế sử dụng vũ khí nữa trong khu rừng tử thần rải rác với đủ loại bóng sáng lớn nhỏ chỉ cần chạm vào bóng sáng bạn có thể nhận được trang bị rung, trang bị cho bản thân có thể tăng lên năng lực chiến đấu của mình. Điểm xếp hạng trong cuộc thi lần này dựa trên thời gian sống sót cùng với số người đã giết, sau đó nhân với hệ số hiệu chỉnh. Cuối cùng lấy ra 3 điểm xếp hạng cao nhất để xếp hạng quán quân, á quân của đại hội võ thuật lần này. Theo lời giải thích của Tạ Y. Hình ảnh lại một lần nữa quay trở về khu rừng rậm, camera không ngừng phóng to lên có thể nhìn thấy một số con thú biến dị hình thù kỳ quái bay ngang qua bầu trời khi ống kính kéo gần lại thậm chí ngay cả lỗ chân lông trên người thú biến dị cũng có thể nhìn thấy rõ ràng khán giả bên ngoài khán đài kinh ngạc không gian tinh thần thực tế ảo hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của họ đây có phải là những gì công nghệ của con người có thể làm được sao nhưng mà khi ống kính kéo lên đỉnh cao nhất đem toàn bộ cảnh tượng của khu rừng tử thần bao phủ xuống Khán giả đều có thể nhìn thấy xung quanh khu rừng rậm đều bị vây quanh bởi vòng sương mù xám xịt. Không còn nghi ngờ gì đây không phải là môi trường bình thường. Về sự tồn tại của không gian tinh thần, cho dù vẫn cảm thấy khó có thể tin được, nhưng lý trí đã nói cho bọn họ biết đây là sự thật. Những khán giả bình thường còn như thế này, mà những vị đại nhân vật ngồi ở hàng ghế đầu lại càng nhốn nháo hẳn lên. Trong không gian tinh thần sẽ không có thật sự chết đi, chẳng phải ý nói mình có thể thỏa thích ở trong đó chém giết? nếu dùng ở phương diện huấn luyện. Những đại nhân vật cũng không phải là kẻ ngốc, lập tức nghĩ ngay đến điểm chính. Việc xây dựng không gian tinh thần lại vô cùng chân thật, những con thú biến dị cũng có thể mô phỏng lại, ngay cả những chi tiết nhỏ nhất cũng không sai chút nào. Nếu có thể chiến đấu trong đó cả ngày, kinh nghiệm thu hoạch được chỉ sợ so với chém giết ở ngoài thiên nhiên khoảng một tháng được nhiều hơn. Trong lúc nhất thời, họ nhìn về phía bóng dáng trẻ tuổi ở giữa khán phòng với vẻ mặt phức tạp. Thời gian chuẩn bị đã trôi qua, các thí sinh chính thức ra trận. Những người thức tỉnh bên trong phòng nhỏ của trại huấn luyện nhắm mắt lại, chỉ trong một lát, kèm theo một trận xuất thần, bọn họ đã xuất hiện ở bên trong khu rừng rậm. Xung quanh mỗi thí sinh đều có một tấm màn sáng trong suốt bao trùm bọn họ lại, trên màn sáng đó, thời gian đếm ngược 5 phút đang từ từ giảm xuống. Màn hình trên sân khấu cũng thay đổi theo. Hình ảnh của người thức tỉnh dự thi xuất hiện ở giữa màn hình trên thân ảnh từng người dừng một chút sau đó xuất hiện người tiếp theo đoàn phó sói bạc từng người xuất hiện trên màn hình bao gồm cả những người thức tỉnh cấp năm xem ra ống kính quay lại cũng không ít a à, tên này sao lại khỏa thân thế kia trên màn hình chỉ khi xuất hiện những vị lão đại kia mới khiến cho khán giả sôi nổi bàn tán nhưng mà vị thí sinh bình thường người qua đường sau khi xuất hiện đã dẫn đến tiếng thảo luận nhiều hơn so với những người khác mặc quần áo bình thường hoặc quần áo thể thao người thức tỉnh này chỉ mang đôi giày không còn mặc thêm bất cứ thứ gì ở trên người làm cho ống kính có chút chú ý bản thân người này cũng dừng lại thêm vài giây hình như là một gã đại đội trưởng của nhóm lính đánh thuê đầu máy xe lửa nào đó chật thật sự được mở mang thêm tầm mắt cũng không đúng nha lúc nãy những người tham gia vừa rồi cũng không thấy có người nào cởi quần áo đâu nhất định vào căn phòng đó mới thoát y đó chứ đó chỉ là phòng đơn mà các vị cao thủ luôn luôn có sở thích kỳ lạ tôi nghĩ vị này chỉ sợ bản thân không thoát y sẽ cảm thấy không thoải mái cuối cùng vẫn có người phân tích lý trí nhịn không nổi nữa mở miệng nói các anh hồi nãy không nghe người dẫn chương trình nói hay sao không gian tinh thần chỉ có thể sao chép lại quần áo bình thường người đó hẳn đã mặc một bộ đầy đủ trang bị rung vào kết quả là thân thể ngưng tụ nhưng trang bị rung không xuất hiện theo cho nên mới có bộ dáng như thế các thí sinh khác cũng nhìn về phía người này hắn căn bản cũng không nghĩ tới loại tình huống như thế sau khi nghe quy tắc nói rõ hắn còn tưởng rằng trên người những món đồ phòng ngự sẽ biến thành những quần áo bình thường dầu gì sau khi xuất hiện cũng phải cho hắn bộ đồ tân thủ nào chứ ai mà ngờ thật sự trụi lũi xuất hiện như vậy thật sự không thể nào chống đỡ được mà vị đại đội trưởng đầu máy xe lửa biết trận đấu có khả năng sẽ truyền cho khán giả bên ngoài xem vội vàng che lấy những bộ phận quan trọng hai mắt nhìn xung quanh muốn bẻ vài cành lá làm bộ quần áo che lại nhưng anh đã tuyệt vọng ngay lập tức. Một màn sáng bao phủ lấy anh, ánh sáng vô cùng kiên cố, sẽ không biến mất trước khi thời gian đếm ngược chấm dứt, bên trong màn sáng cũng chả có bóng cây ngọn cỏ nào. Ngoài trừ có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh, không gian hoàn toàn bị ngăn cách. Người đàn ông vạm vỡ trần trụi chỉ có thể ngồi sổng xuống, cuộn tròn như một chú mèo con. Trận đấu còn chưa chính thức bắt đầu, hắn còn chưa kịp giao đấu với những thí sinh khác cũng đã bị tổn thương nặng quả là một vết thương nặng nghiêm trọng về tâm lý. Các thí sinh tham gia trận chung kết được phân bố ngẫu nhiên ở nhiều địa điểm khác nhau trong khu rừng tử thần. Mỗi một thí sinh dự thi đều có khoảng cách không nhỏ, ít nhất họ không thể nhìn thấy những người thức tỉnh khác trong màn ánh sáng, cũng không thể nào nhìn thấy quả cầu ánh sáng đại biểu cho trang bị rung. Trang bị được trải rác rất nhiều, nhưng mà khu rừng rậm lớn hơn. Trong một màn ánh sáng nào đó, Chu Kiến Hoành nhìn bốn phía xung quanh, cho mày suy tư mặc dù không có giới hạn thời gian trong trận chung kết nhưng theo quá trình tiến triển những con thú biến dị ở trong khu rừng sẽ ngày càng mạnh cho đến khi các thí sinh không thể nào chống lại nữa và bị đá ra bên ngoài đánh chết thú biến dị không có bất kỳ điểm xếp hạng chỉ có giết chết các thí sinh dự thi mình mới có điểm với cơ chế tính điểm của trận chung kết ngay cả khi người đó cố gắng sống sót đến cuối cùng nếu người đó không giết bất kỳ người nào tất nhiên điểm cũng không có cao anh nghĩ ngay tới lời nói của đường vũ hành động phải thật nhanh, vốn nguyên bản anh cũng chưa hiểu ý tứ của lời nói trong đó, nhưng sau khi kết hợp với quy tắc thi đấu vừa mới biết được. 5 phút thời gian đã hết. Màn sáng bị vỡ ra. Khi những người khác lựa chọn che giấu bản thân lập kế hoạch, Chu Kiến Hoành trực tiếp nhảy lên ngọn cây, di chuyển nhanh chóng giữa những tán cây, đồng thời ánh mắt sắc bén nhìn xung quanh. Rất nhanh, anh phát hiện ra một quả cầu ánh sáng màu trắng và một quả cầu ánh sáng màu xanh bên cạnh còn có con thú biến dị đang canh giữ hai quả cầu ánh sáng tuy nhiên chu kiến hoành đã không chút do dự tiến lên vung nắm đấm đem con thú biến dị đang canh giữ quả cầu đánh cho nổ tung quả nhiên thú biến dị ban đầu cũng không mạnh đây chính là thời cơ tốt nhất để kiếm trang bị run anh ta duỗi tay ấn lên quả cầu ánh sáng màu trắng ngay sau đó một bộ chiến đấu bó sát liền tự động mặt lên để tránh xuất hiện một số không đáng có Đường Vũ đã điều chỉnh một số quy tắc của không gian tinh thần, chỉ cần chạm vào liền sẽ tự động mặc vào. Nhưng, Đường Vũ cũng không ngờ, vẫn có người lẻn vào sân thi đấu. Bên ngoài. Trên màn hình phát sóng, màn hình nhảy ngẫu nhiên giữa các thí sinh, một khi trận chiến giữa những người thức tỉnh phát sinh ở đâu đó, camera sẽ nhanh chóng chuyển qua để quay lại. Lúc này, trên màn hình nguyên bản có một thí sinh, cẩn thận đi về phía trước khu rừng tử thần, ngay sau đó máy quay chuyển sang một nơi khác một nơi nào đó trong khu rừng tử thần đang phát sinh chiến đấu nói đúng hơn là một trận truy đuổi một nam thanh niên có chút chật vật chạy trốn ở phía sau một người đàn ông to lớn mặt mũi giữ tận tốc độ rất nhanh đang đuổi theo thanh niên trên tay cầm một thanh trường kiếm đem chém ngang lưng thanh niên ống kính dừng lại trên khuôn mặt ngạc nhiên mang theo hoảng sợ của thanh niên ngay sau đó liền hóa thành một điểm sáng rồi biến mất tên đàn ông to lớn mặt mũi tràn đầy dữ tợn liếm môi một cái vô cùng hài lòng đó là hát báo là đoàn trưởng nhóm lính đánh thuê lan tâm của chúng ta đoàn trưởng của các ngươi tại sao không gọi là sói đen các thành viên của lan tâm hừ lạnh một tiếng tâm tư của đoàn trưởng làm sao các ngươi có thể hiểu được tại một tuần trước đoàn trưởng chúng ta đã đột phá đến thức tỉnh cấp sáu tại các lão đại cũng được xem như thực lực mạnh mẽ vừa rồi ta đã đặt cược cho đoàn trưởng giết hơn năm người vốn còn lo lắng trừng rậm quá lớn sẽ có một số thí sinh sẽ bị thú biến dị cho giết chết. Hiện tại xem ra đoàn trưởng của chúng ta vẫn là lợi hại, nhanh như thế đã tiễn một người lên bảng đếm số, như vậy việc đánh chết năm người cũng xem như không khó lắm. Trong lúc nói chuyện, trừng rậm lắc lư một trận. Một bóng người lao ra khỏi bụi cây rậm rạp, bất ngờ nhìn thấy mặt mũi hắc báo vô cũng dữ tợn, cũng lộ ra có chút ngoài ý muốn. Bên phía ngoài Nhóm lính đánh thuê lang tâm giống như bị đánh máu gà mà nhảy dựng lên hưng phấn, tên gia hỏa kia lao ra ta biết rõ, Chu Kiến Hoành, thức tỉnh cấp 5, chắc chắn không thể thoát ra khỏi lòng bàn tay của đoàn trưởng của chúng ta, hừ, người thứ hai lên bảng, tiếp theo là ai nữa đây? Trận chiến vừa bộc phát, ống kính lập tức lia tới trên người hát báo, đoàn trường nhóm lính đánh thuê lang tâm. Cơ chế của không gian tinh thần cho phép để người dự thi như thanh niên vừa mới chết đi hóa thành điểm sáng rồi biến mất, nhưng không gian tinh thần vô cùng chân thật, nhìn qua màn hình còn có thể nhìn thấy thanh kiếm trên tay của Hắc báo máu không ngừng chảy xuống. Chu Kiến Hoành từ trong bụi bặm lao ra bên ngoài, cũng ngay lập tức bị khán giả phát hiện. Không ít người thở dài vì cảm thấy Hắc báo thật sự quá may mắn, đồng thời cũng lo lắng cho thí sinh mà mình ủng hộ đặt cược. Hắc báo chuẩn bị có thêm điểm thứ hai, rất nhiều lão đại nổi danh hay những người vô cùng xem trọng Phó đoàn trưởng sói bạc ngay cả một cái điểm cũng chưa có thấy. Cho dù thực lực của phó đoàn sói bạc mạnh hơn hắc báo thì như thế nào? Điểm thi đấu được dựa vào số người giết chết với thời gian sống sót lâu nhất làm tiêu chuẩn. Trên khán đài, người đàn ông mặc chữ điền và các thành viên của Chu Kiến Hoành nhìn thấy một màn này cũng không khỏi thở dài. Vận khí thực sự đạp nhầm cứt chó quá đi. Vòng thi đấu vừa mới bắt đầu, hầu hết các thí sinh còn chưa gặp mặt nhau, chân chính người bị giết đi cũng chỉ có thanh niên trẻ tuổi chạm mặt với hát báo, cấp 5 so với cấp 6, tốc độ chênh lệch quá nhiều, muốn chạy trốn cũng không thể nào thoát được. Anh Chu lúc này đối đầu, tình huống cũng tương tự như thế. Hắc báo nghe răng ra cười giống như hắn ăn trắng lần này. Chu Kiến Hoành cầm vũ khí lên, ánh mắt nhìn về phía đối phương cung không có lựa chọn chạy đi, lý trí nói cho anh biết, nếu lựa chọn chạy trốn sẽ đem lưng để cho đối phương làm thịt mình nhanh hơn. Nhưng chính diện chiến đấu cũng không có cơ hội sống a. À. Có khán giả cảm khái, nhìn chăm chú lên màn hình, bỗng nhiên cảm thấy hình ảnh của cả hai bên có chút gì đó không đúng. Cả hai đều cầm trường kiếm ở trên tay, nhưng trên người Chu Kiến Hoành mặc một bộ áo giáp màu bạc, trông có vẻ dũng mãnh không tầm thường, lại nhìn qua hắc báo đang mặc một bộ trang phục bình thường. Lúc trước, trong quá trình truy đuổi tên thanh niên đã bị cây cối xung quanh làm cho rách nát giống như một kẻ ăn mày. Tên ăn mày khí thế hung hăng, nhưng tướng quân anh Vũ vô cùng cẩn thận, nhìn cảnh tượng như thế chả thấy thích hợp chút nào chu kiến hoành vận khí may mắn thật không chỉ lấy được thanh trường kiếm rung còn tìm được một bộ áo giáp rung nữa chứ khá đáng tiếc khoảng cách giữa anh ta và hát báo không thể nào chỉ bằng một hay hai kiện trang bị có thể bắt kịp được đúng thế nếu như là trang bị rung cao cấp như thế vẫn còn chút cơ hội nhưng bây giờ vòng đấu vừa mới diễn ra có mười mấy phút có thể tìm thấy được hai kiện cấp e cũng không tệ lắm rồi không nhìn thấy hát báo cũng mới chỉ có một kiện thôi sao mà ở đây nhiều người tham gia lúc này ngay cả quả cầu trang bị còn chưa tìm thấy nữa à quên nữa hồi nãy ta vừa mới thấy cái tên khỏa thân kia cũng rất may mắn lắm một lần tìm thấy hai quả cầu trang bị nhưng tiếc một cái đều là vũ khí trận chung kết lần này vị thức tỉnh nhóm lính đánh thuê đầu máy xe lửa không mặc quần áo gì nếu so về trình độ nổi tiếng chỉ sợ còn nổi tiếng hơn mấy vị lão đại nữa nói không chừng rất nhanh có thể danh hiệu sẽ được lưu truyền rộng rãi ví dụ chiến sĩ trần trụi v vân danh tiếng này, danh hiệu như thế, không biết tên kia sau khi ra ngoài mà biết được, không biết trong lòng sẽ nghĩ như thế nào. một ít khán giả không có việc gì làm đã âm thầm suy nghĩ, danh hiệu chiến sĩ trần trụi hấp dẫn như thế, nhất định phải giúp anh ta quảng bá ra bên ngoài. từng, cũng không cần cảm ơn bọn họ, giúp người vui vẻ, tất cả đều vui vẻ. trên màn hình, hất báo từng bước tới gần, chu kiến hoành không đứng yên tại chỗ, cũng lao lên, bắp thịt ở tay phải phồng lên thanh kiếm bỗng nhiên chém xuống. Chân của hắc báo đạp mạnh xuống đất. Cơ thể lùi lại phía sau nửa mét, cũng đồng thời, mặt đất mà hắn dẫm lên trông giống như một viên đạn đại bác rơi xuống đất, bụi bặm bay lên, trong nháy mắt liền che khuất tầm mắt của Chu Kiến Hoành. Cuối người về phía trước, cả người lần nữa bước lên phía trước, trường kiếm nằm ngang đảo qua. Ngay cả khi đối mặt với một đối thủ mà sức mạnh cũng không bằng mình, hắc báo cũng không sơ suất một chút nào. Chiến thuật, thời cơ, không chút nào giữ sức. Chu kiếm Hoành không kịp phản ứng, đã bị lưỡi kiếm rộng của hắc báo chém vào thắt lưng. Tuy nhiên, vù. Trái với những gì tưởng tượng của khán giả, thanh kiếm của hắc báo không có đem Chu Kiếm Hoành chém đứt người, lưỡi kiếm va chạm với áo giáp phát ra tia lửa, mắt thường có thể thấy được từng vòng hào quang ngời, ánh sáng lấp lóe. Đó là ngân lân ngực giáp, đồ phòng thủ cấp D3. Tạ y tranh thủ thời gian giải thích một phen, nói nhanh đến nỗi như một cây súng đại liên nhã đạn ra ngân lân ngực giáp mang theo kỹ năng bị động khi gặp phải uy hiếp tới tính mạng nó sẽ giải phóng năng lượng tích trữ tăng khả năng phòng thủ của bộ giáp trong thời gian ngắn và cũng hấp thu lực trùng kích nhật định mọi người có thể nhìn thấy lực lượng của hát báo đã sử dụng toàn bộ dựa theo lý thuyết mà nói cho dù không phá hủy được cái áo giáp kia nhưng của lực lượng chấn động kia cũng đủ để cho chu kiến hoành bay ra ngoài nói cho cùng Vũ khí mà thí sinh hát báo đang cầm chỉ là con dao rộng bình thường cấp E2. Cho dù có sự hỗ trợ lực lượng thí sinh hát báo thức tỉnh cấp 6 vẫn không thể nào phá hủy nổi bộ giáp ngân lân đó. Các bạn có thể thấy, tầm quan trọng không còn nghi ngờ gì nữa, nếu có một trang bị tốt ở trong tay, hoàn toàn trong lúc mấu chốt nhất có thể bảo vệ mạng sống của bạn, hay có thể thay đổi toàn bộ cuộc chiến toàn bộ cơ thể chu kiến hoành trượt sang trái sau khi nhận lực lượng từ thanh kiếm rộng kia hai chân trên mặt đất mang theo vết trầy sức thật sâu tầm nhìn của anh ta đã bị lớp bùn đất che đi nhưng lực lượng từ trên bộ áo giáp truyền đến người chu kiến hoành có thể giúp anh phán đoán rõ ràng hắc báo đang ở đâu vào lúc này thực lực của hắc báo không thể nghi ngờ mạnh hơn hắn cho dù có nhiều trang bị rung tăng thêm cũng chưa chắc đã giành được chiến thắng nếu hắc báo nhìn thấy tình hình không ổn sẽ rút lui thua mình tới một cảnh giới càng không thể nào đuổi kịp anh. Anh ta đang chờ. Đây là giây phút anh đã đợi từ lâu. Chu Kiến Hoành hai mắt sáng ngời, toàn thân khí huyết phun trào, ngọn lửa mãnh liệt, từ trên thanh trường kiếm lan tràn ra, thanh trường kiếm vốn dĩ chỉ dài một mét, sau khi được ngọn lửa bao trùm lên đã biến thành một thanh kiếm lửa có chiều dài hơn hai mét. Ngọn lửa đem xung quanh chiếu sáng đến đỏ bừng. Anh cầm thanh kiếm chém xuống. Đối diện. Không thể chém làm đôi chu kiến hoành, Hắc báo cũng trong nháy mắt kinh ngạc, cảm nhận được mối nguy hiểm, né tránh đã không còn kịp, hắn nhanh chóng chuyển sang phòng thủ, đem kiếm lưỡi rộng đặt ở trước ngực, hai tay nắm chặt mà phòng thủ. Một bên dùng toàn bộ sức lực còn mang theo ngọn lửa, mặt khác bên kia vội vàng trở về phòng thủ, Hắc báo biết rằng mình không thể tiếp nhận toàn bộ công kích của đối thủ, rất có thể sẽ vì thế mà bị thương. Nhưng, dù sao mình cũng là người thức tỉnh cấp 6, chiến thắng cuối cùng cũng thuộc về mình. Nếu đổi lại là một người khác, nói không chừng sẽ cho ngươi được. Những suy nghĩ của Hắc Báo đã mất đi trong giây lát. Thanh kiếm rộng đặt ở trước ngực bị thanh kiếm lửa của đối phương chém gãy ra làm đôi, khi cúi đầu xuống, hắn nhìn thấy một đường cháy xém từ trên vai trái xuống đến vị trí thắt lưng, nghiêng nghiêng đem bản thân chia làm hai đoạn. Làm thế nào điều này có thể xảy ra được? Bịch một chút, Hắc Báo hóa thành điểm sáng rồi biến mất. Khán giả cũng ngơ ngác, hoàn toàn không phản ứng không, ngay cả ánh mắt cũng theo không kịp tốc độ của cả hai bên. Chỉ nhìn thấy được một người cuối cùng hóa thành điểm sáng rồi biến mất, nhưng đó không phải là Chu Kiến Hoành, mà là cường giả cấp lão đại, Hắc Báo. Màn hình bắt đầu chiếu lại những cảnh đặc sắc, khán giả lúc này mới chợt hiểu ra, mẹ nó thật là. Nếu như bọn họ không phải xem phát sóng trực tiếp mà tại chỗ quan sát thi đấu thực tế, cho dù đó là cường giả cấp đại lão giao đấu, bọn họ cũng không thể nào nhìn thấy được bao nhiêu tốc độ chiến đấu của cả hai bị chậm lại 10 lần. Khi Hắc báo chém ngang lưng thất bại, khán giả nhớ lại lời giải thích của người dẫn chương trình. Đến cuối trận chiến, thanh kiếm của Chu Kiến Hoành giang lên ngọn lửa, không chỉ cắt đứt vũ khí của Hắc báo, mà còn dùng một đòn giết chết Hắc báo. Tạ Y canh thời điểm đúng lúc giải thích, vừa rồi đã chứng minh tầm quan trọng của đồ phòng thủ, mà điều này sẽ làm nổi bật tầm quan trọng của vũ khí. Tôi mới vừa rồi nói qua, vũ khí trên tay hắc báo là vũ khí cấp e 2 mà vũ khí trong tay chu kiến hoành anh ta dừng lại một chút đợi đến khi sự tò mò của khán giả dâng lên đầy đủ đó là vũ khí cấp c 1 xích viêm kiếm độ sắc bén của vũ khí chắc rằng mọi người đã nhìn thấy chém đứt vũ khí cấp e chả tốn tí sức lực nào ngay cả khi hắc báo bị chém ra làm đôi mới hồi phục lại tinh thần lại Lời nói của tạ y lại thay đổi Có một số người có lẽ đã gặp qua vũ khí tương tự như thế vũ khí cấp dê hai liệt diễm chiến đao mà thanh kiếm này dùng rung hỏa diễm bám lên trên khi chém ra có thể để cho ngọn lửa bám vào thanh kiếm nhưng xích viêm kiếm càng không tầm thường khắc trên lưỡi kiếm không chỉ làm cho ngọn lửa bám vào mà có thể chủ động phát tán ngọn lửa ra bên ngoài ngoài việc quấn quanh lưỡi kiếm để tăng uy lực ngọn lửa có thể bay ra khỏi lưỡi kiếm giống như năng lượng của kiếm hay đao lần này không cần phải vội vàng một bên chiếu lại một bên tạ y giải thích sức mạnh của vũ khí rung cấp C một cách có bài bản. Khả năng tự chủ động phát tán ra bên ngoài con hấp dẫn hơn, nhất là đối với những người không có năng lực thức tỉnh đặc biệt. Hình ảnh chiếu lại đã kết thúc, ống kính lần nữa chuyển qua hình ảnh chiến đấu của các thí sinh. Vẫn là Chu Kiến Hoành. Nhưng mà lần này lại nằm bên phe truy đuổi. Người đang cố gắng chạy thoát là một thanh niên ốm, nhỏ con, xem ra là người am hiểu về tốc độ, thân hình cực kỳ nhanh nhẹn thoát ẩn thoát hiện ở trong rừng cây. Chu Kiến Hoành cố gắng đuổi theo, khoảng cách vẫn từng chút bị bỏ xa. Lúc này, Chu Kiến Hoành bỗng nhiên dừng lại. Người thức tỉnh gầy ốm quay đầu nhìn một cái. Xem ra biết bản thân không thể nào đuổi kịp, dự định từ bỏ để giữ lại thể lực. Hắn vừa mới thở vào nhẹ nhõm, nhưng lại nhìn thấy một luồng hỏa diễm kiếm khí hình bán nguyệt vung lên bên ngoài, vừa rồi cách kiếm cũng 2 mét, đột ngột nó phóng nhanh qua nhanh chóng. 3 mét, 5 mét. Tốc độ vô cùng nhanh, trong ánh mắt hoảng sợ của người thức tỉnh gầy gò, nuốt chửng hắn. Khán giả im lặng. Đây là kiếm khí. Đây rõ ràng là chơi gian lận đúng hơn. Trang bị cấp C, trong công hội người mạo hiểm, không chỉ yêu cầu đoàn mạo hiểm cấp 3, mà còn yêu cầu phiếu đổi trang bị cấp C mới có thể đổi được. Giá rất cao. Có thể, rất ít lão đại đã có được, nhưng hầu hết khán giả tại hiện trường, đừng nói nhìn thấy qua, thậm chí nghe nói qua cũng chưa từng nghe thấy. Đối với vũ khí cấp C vừa rồi hiểu biết càng nhiều, vẫn là thông qua người dẫn chương trình vừa rồi giải thích. Mạnh mẽ, không gì cản nổi. Rất nhiều khán giả chửi bới rõ ràng đây là gian lận, nhưng ai lại không muốn một cuộc sống gian lận như thế? Chiến đấu trong môi trường tự nhiên gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm. Nếu như có thể giết chết thú biến dị chỉ một đòn duy nhất. Không ít người thức tỉnh thực lực mạnh mẽ, tài lực mạnh mẽ ánh mắt sáng rực, đã âm thầm suy nghĩ vô luận trả giá bất kỳ điều gì, cũng phải tìm được một kiện vũ khí cấp C. Người thức tỉnh thực lực yếu cũng tự biết bản thân mình muốn đạt được trang bị rung cấp C là điều viễn vong, nhưng cấp D cũng không có tệ. Cũng giống như bộ giáp ngực ngân lân kia, đúng như lời chương trình đã nói, trong thời điểm nguy cấp nhất có thể cứu sống cái mạng của mình. So với cái mạng của mình, cái giá cao ngất ngưỡng đó chả là cái gì hết. Bên trong không gian tinh thần chi kiến hoành hành động rất nhanh sau khi giết chết đối thủ cũng không dừng lại chút nào cũng không che giấu bất kỳ thứ gì anh liền xông đến như một cơn cuồng phong dữ dội trong khu rừng tử thần trang bị rung cũng không hề ít chỉ là khu rừng quá lớn hoàn cảnh cũng phức tạp phần lớn các thí sinh hành động theo thói quen đầu tiên là che giấu bản thân đảm bảo an toàn sau đó tìm kiếm mục tiêu kinh nghiệm sống sót trong môi trường tự nhiên của họ đã được khắc sâu trong tiềm thức nhưng mà đây chỉ là vấn đề thời gian, những người khác cuối cùng sẽ phát hiện ra giai đoạn đầu của trận đấu thực lực của thú biến dị trong rừng rất yếu mà trang bị rung rải rác khắp nơi ở rừng rậm có thể làm cho chiến lực của mình tăng lên rất nhiều. Chu Kiến Hoành trong lòng rất rõ ràng đợi đến giai đoạn cuối cùng, các thí sinh khác cũng đã có đầy đủ trang bị rung, bất kỳ lão đại nào cũng có thể loại mình ra khỏi cuộc chơi. Thời gian sống sót nhất định không cần chống đỡ đến lúc cuối cùng, nhất định ở trong giai đoạn đầu cố gắng tìm những trang bị, vũ khí xịn tăng thực lực của bản thân lên, cố gắng kiếm điểm thật nhiều, chỉ cần giết người càng nhiều, giống như đường vũ đã nói qua, nằm trong top 3 không phải là không có cơ hội. Chu kiến hoành như một thất ngựa đen hoành không xuất thế, ở trong rừng rậm tới lui như trốn không người. Ký tức của anh không hề mạnh, thức tỉnh cấp 5 gặp được, liền sẽ không chạy trốn, lão đại thức tỉnh cấp 6 xuất hiện còn cảm thấy mình may mắn khi có người tự đưa điểm đến cửa. Hiện tại, một số người đang ngơ ngẩn ở trên sân thượng, một số người đặt cược vào những thí sinh nổi tiếng cứ như thế bị Chu Kiến Hoành chỉ có thức tỉnh cấp 5 cho loại. Vị lão đại từ bên trong không gian tinh thần trở về tới hiện thực, cũng đang ngồi trong căn phòng nhỏ nghi ngờ mình trước đây trải qua cuộc sống. Trận chung kết, thời gian càng ngày trôi đi, ngày càng nhiều trận chiến nổ ra, khiến khán giả hò hét liên tục. Chu Kiến Hoành hung hãn như thế cuối cùng đã dừng cuộc chơi gặp được một vị lão đại cũng có trang bị rung không có tồi, sau đó bị đá ra cuộc thi thôi. Những cuộc chiến đấu cấp cao, Đường Vũ vô cùng rất thích. Ngay cả cấp bậc, anh hiện tại so với những thí sinh dự thi này cao hơn một chút, cho nên anh cũng học hỏi được rất nhiều thứ. Trong trận chiến, không chỉ thể lực, không chỉ trang bị, cũng không phải kinh nghiệm. Điều cần nhất là biết nắm bắt thời cơ và rất nhiều lựa chọn sau khi quần ẩu, khiến cho Đường Vũ học tập được rất nhiều nhờ giám đốc của các người chế tạo ra số lượng lớn trang bị rung, với sự giúp đỡ như thế mang lại cho binh lính của chúng tôi quá là lớn. Trong khoảng thời gian này, những người thức tỉnh ở khu vực Lâm Thành không chỉ tăng lên sức mạnh nhanh chóng ngay cả tỷ lệ tổn thất cũng giảm xuống không ít. Người đang nói ngồi bên tay trái đường vũ, một người thức tỉnh đeo kính, tư thế ngồi thẳng tắp. Anh ấy là phụ tá của lục kiến quân. Dĩ nhiên đến thăm lam không phải vì xem trận đấu, mà là có chuyện quan trọng cần phải thương lượng. Đường Vũ cười cười, quân đội công lao càng lớn, nếu như không phải lúc tận thế làm ra biện pháp ứng phó thích hợp, lại thành lập nơi trú ẩn Lâm Đông thì làm thế nào có được hoàn cảnh như bây giờ. Hai người từng đợt lẫn nhau trao đổi thương mại lẫn nhau. Tuy có hơi đạo đức giả, nhưng dù sao cũng là sự thật. Trong khi xem trận đấu đang nói chuyện về những thí sinh dự thi, mà người phụ ta ở một bên cũng nói ra ý đồ đến đây. Hy vọng có thể xây dựng một tuyến đường sắt liên kết giữa Thâm Lam và Lâm Đông đường vũ cân nhắc suy nghĩ trong đầu nhanh chóng tính toán về chuyện thu về những nơi trú ẩn nhỏ xung quanh lâm đông anh đã sớm nghe nói xung quanh rất nhiều giám đốc nơi trú ẩn nhỏ đều nhận được thông báo về nơi trú ẩn lâm đông có một ít nơi trú ẩn đã được quân đội trợ giúp đem những người sống sót cùng vật tư di chuyển đến lâm đông anh không nhận được thông báo của lâm đông nguyên nhân trong lòng đường vũ cũng biết rõ ràng vừa xây dựng khu trung tâm thương mại vừa tổ chức đại hội võ thuật người sáng suốt đều nhìn ra được anh không có khả năng buông tha nơi trú ẩn này với lại trước đó bày ra thực lực khiến cho quân đội không cách nào dùng biện pháp mạnh mẽ nào hết việc xây dựng một tuyến đường sắt sẽ cho phép đi lại nhanh chóng giữa hai nơi có lẽ lâm đông muốn tăng cường sự thâm nhập và giám sát thâm lam nhưng việc xây dựng tuyến đường sắt mang lại lợi ích rất nhiều cho lãnh địa hiện tại hầu hết những người thức tỉnh vẫn đang hoạt động xung quanh ở lâm đông một số thực lực quá yếu không thể nào đi tới thâm lam có người bởi vì nhiều lý do khác nhau cho dù ở tại thâm lam đăng ký đoàn mạo hiểm cuối cùng vẫn như cũ quay trở về lâm đông với tuyến đường sắt được xây dựng liền có thể thu hút tới nhiều người thức tỉnh hơn thậm chí đường vũ có thể cho người dán bản thông báo tuyển dụng ở lâm đông có rất nhiều người bình thường ở lâm đông còn bên phía thâm lam đang thiếu người điều này có lợi cho cả hai bên mà bên phía lãnh thổ hưởng lợi nhiều hơn về việc thẩm thấu chả biết ai thẩm thấu ai thật đúng không thể nói chính xác được đường vũ cân nhắc một hồi rồi gật đầu về việc xây dựng tuyến đường sắt hẳn là không có vấn đề gì chứ đương nhiên ở phương diện này người phụ tá vô cùng tự tin đưa ra phương án đã sớm chuẩn bị từ trước chúng tôi dự định sử dụng tuyến đường sắt ban đầu dựa trên cơ sở có sẵn tiến hành sửa đổi ước tính thời gian và chi phí tốn kém cũng không quá nhiều đường vũ nhìn qua lâm đông ban đầu có một tuyến đường sắt nhưng nó vẫn là một trạm giao thông chính với một số tuyến đường có thể đi tới các thành phố xung quanh có lẽ đây là lý do tại sao nơi trú ẩn lớn được chọn để xây dựng ở lâm đông mà một trong những tuyến đường sắt liền đi qua một trấn nhỏ cách thâm lam không xa ở lâm đông không thiếu các chuyên gia sửa chữa và xây dựng tuyến đường sắt điều này không có gì khó khăn quan trọng nằm ở chỗ việc bảo vệ an toàn của khi tàu chạy về phương diện này trong lòng đường vũ cũng có chút ý nghĩ vì việc xây dựng tuyến đường sắt là sự hợp tác giữa hai bên cho nên Đường Vũ cũng không keo kiệt góp ý kiến của chính mình, có công lao, về sau mới có quyền nói chuyện được. Về mặt xây dựng, nhân tài lãnh thổ thiếu thốn, anh không thể nhúng tay vào được, nhưng về mặt bảo đảm an toàn, anh chính là một chuyên gia. Đường Vũ gọi Trần Hải Bình tới, bảo anh theo dõi phụ trách việc này. Sự việc đã được giải quyết xong, trên mặt người phụ tá nghiêm túc cũng nở nụ cười. Lúc này một chiến sĩ trẻ tuổi chạy lên khán đài đi đến bên cạnh khán đài dán vào tai thì thầm gì đó nụ cười trên khuôn mặt của người phụ tá biến mất và trở nên ngưng trọng một chút anh ta quay lại nhìn đường vũ dừng lại một chút giám đốc đường tôi mới vừa nhận được tin tức thâm lam ba quát những địa phương xung quanh đều xuất hiện thú biến dị đã bắt đầu chuyển động số lượng thú biến dị tăng lên rất nhiều thậm chí có vài nơi còn có thú triều quy mô nhỏ tình huống có gì đó không thích hợp làn sóng ma thú sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Trong hơn 2 tháng xảy ra tận thế, nhân loại sớm tổng kết ra nguyên nhân làn sóng ma thú xuất hiện. Các khe nước vực sâu trải rộng khắp nơi trên thế giới, mỗi ngày đều tuôn ra vô số ma thú, những con ma thú này giống như virus, không có trật tự nào khuếch tán ra bên ngoài. Khu vực gần vết nước vực thẳm có mật độ ma thú cao hơn, nhưng ở những khu vực khác, khi bắt gặp ma thú đi lang thang bên ngoài, số lượng của ma thú sẽ ngày càng tăng cao một khi số lượng ma thú nhiều đến một mức độ nhất định, ở gần đó nếu có lượng lớn người tụ tập ở nơi trú ẩn, mùi kia sẽ hấp dẫn ma thú chen chút mà tới. Liền sẽ hình thành làn sóng ma thú. Vì lý do này, những người thức tỉnh mới cần thường xuyên ra ngoài săn giết ma thú để đi giảm số lượng của ma thú trong khu vực xung quanh nơi trú ẩn, làm giảm mạnh tỷ lệ phát sinh đi làn sóng ma thú. Sự xuất hiện của làn sóng ma thú có thể chỉ một sự xuất hiện ngoài ý muốn khu vực này đều xuất hiện làn sóng ma thú thì chắc chắn có chút gì đó không có thích hợp. À, tất nhiên, ngoài trường biên nhân phổ biến nhất như lượng lớn ma thú dẫn phát làn sóng ma thú xuất hiện, còn có nhiều lý do dẫn đến làn sóng ma thú, chẳng hạn như cây đại thụ ở bên trong khu mỏ. Đường vũ âm thầm suy nghĩ về nó, sau khi suy nghĩ một chút lại nói, các anh có biết địa điểm cụ thể của làn sóng ma thú hay không? Đại khái ở mấy vị trí này, nhưng với tốc độ di chuyển của làn sóng ma thú, ước tính vị trí sai sót có thể tương đối lớn. Người phụ tá vẽ mặt nghiêm túc, lấy ra tấm bản đồ trước đây dùng để quy hoạch tuyến đường sắt cũng vẽ mấy vòng tròn màu đỏ ở trên đó. Đường vũ nhìn chầm chầm vài lần cũng không nói gì. Phía trên có mấy chỗ, khoảng cách rất xa với thâm lam, xem ra cũng không phải bị cây đại thụ cành lá trắng mút hấp dẫn tới. Xảy ra chuyện như thế, đại hội võ thuật lập tức trở nên tẻ nhạt. Người phụ tá cùng vài chiến sĩ quân đội rời đi, Đường Vũ vẫn ngồi trên khán đài, ánh mắt thất thần có vẻ chìm đắm trong suy nghĩ, nhưng thật ra đã sớm thông qua khế ước để cho không đi xem xét. Có dị động bất thường phát sinh ở xung quanh lãnh địa vậy mà quân đội lại phát hiện trước, làm cho đường Vũ nhận ra thiếu sót của mình ở trước mắt. Phạm vi bên trong lãnh địa vận hành kinh doanh mạnh mẽ, nhưng ở phía bên ngoài, chưa có gì nhiều. Lúc này, đường Vũ thất thần hoàng hồn trở lại, liếc mắt nhìn về phía một bên khán đài, một người đàn ông trung niên sắc mặt âm u, trên người ít nhất có một bộ giáp trung cấp dê vội vàng rời đi cùng với một ít người của mình ánh mắt của đường vũ dừng lại trên người trung niên vài giây giám đốc nơi trú ẩn lẩm sơn tự gọi là thành chủ lẩm sơn từng nhiều lần phái người do thám nơi tình báo nơi trú ẩn bao gồm cả đám người trước đây lẻn vào lâu đài trong đó có ba người vẫn còn sống đến từ lẩm sơn có thể nói thăm dò điên cuồng bên bờ vực của cái chết trong đầu của anh hiện ra tất cả tin tình báo liên quan đến nơi trú ẩn lẫm sơn. Đường Vũ cũng chả mấy quan tâm đến những tên gián điệp này cho lắm. Bạn không có thời gian rảnh để phân cao thấp với những con ruồi mũi mỗi ngày, nhưng có cơ hội một bàn tay tác chết, anh cũng rất tình nguyện. Tuy nhiên, có những nơi anh cần phải quan tâm. Lâm Sơn Thành chủ, người đứng đầu một nơi trú ẩn với quy mô 20.000 người, đã dám tự xưng là thành chủ, anh Đường Đường là lãnh chúa còn chưa dám đem danh tiếng truyền bá ra bên ngoài. Khu thương mại đã được xây dựng, quy mô của nơi trú ẩn cũng đã được nâng lên một cấp độ mới. Có lẽ qua một thời gian ngắn, chắc mình cũng nên xây thành lũy để tạo nên sự oai dũng của bản thân lên chứ. Trong lúc suy nghĩ, khán giả la hét lên từng đợt. Đường Vũ nhìn lên màn hình trận chung kết sắp tiến vào hồi kết, lúc này chỉ còn lại mấy người cuối cùng, đều là những vị lão đại thực lực thức tỉnh cấp 6 vừa rồi chính là hai vị lão đại chiến đấu tình hình vô cùng gây cấn cuối cùng đội trưởng vương ngũ thuộc đội liệt diễm đã giết chết đối thủ của mình với cái giá phải trả chính là bị thương nặng nhưng còn chưa kịp vui mừng đã bị một con thú biến dị bị tiếng động hấp dẫn tới giết chết ở giai đoạn này trận chung kết cũng sắp tiến gần tới kết thúc thú biến dị ngày càng mạnh ven rừng rầm chạy ra mấy ngàn con thú biến dị tạo thành một làn sóng thú biến dị làm cho không gian thi đấu của người thức tỉnh ngày càng thu hẹp lại kết thúc giai đoạn vô cùng đặc sắc thú vị nhất chính là phần bình luận của mc tạ y ngôn ngữ nói ra giống như súng máy không ngừng nhả đạn đều theo không kịp tiến độ của trận đấu khán giả thậm chí còn la hét cổ vũ cho những người mà mình ủng hộ đường vũ cũng nhìn thấy một bộ phận khán giả vô cùng luyến tiếc trái ngược hoàn toàn với những người xung quanh chắc là đặt cược thua rồi trận chung kết sắp kết thúc người phụ tá vừa mới rời đi lúc này lại quay trở về Đường Vũ để ý thấy quần áo bên kia có chút sọc sệt, trên người có vết máu, sắc mặt so với trước càng thêm nghiêm túc. Viện nghiên cứu lòng đất Tiến sĩ Trịnh dừng công việc của mình. Đứng trước mặt ông là một người đàn ông hói đầu cúi xuống, nhìn có vẻ kính cung kính, nhìn kỹ một chút, cánh tay rắn chắc của người đàn ông hói đầu này được bao phủ bởi bộ lông dày màu nâu, không giống con người, ngược lại trông giống thú vật hơn. Cũng không giống với những người có năng lực biến thân, trạng thái bình thường của người đàn ông hói đầu chính là như thế sau khi nghe báo cáo của cấp dưới tôi đã nhấn mạnh biết bao nhiêu lần rồi để cho các anh làm việc chú ý và cẩn thận hơn kết quả thì sao ngươi nói với ta hỏng việc người đàn ông hói đầu vạm vỡ không thể không lùi lại một bước chờ cơn tức giận của tiến sĩ trịnh giảm bớt anh ta cẩn thận mở miệng tiến sĩ mọi chuyện vẫn chưa có rối tung lên chỉ là mọi chuyện có chút ngoài ý muốn xảy ra chúng tôi không có cách nào điều khiển những con thú biến dị, chỉ có thể sử dụng những phương pháp thông thường để thu hút sự chú ý của thú biến dị. Lần này mục tiêu là nơi ẩn núp lẫm sơn, tôi chỉ cố gắng muốn dẫn nhiều hơn một chút, nếu không nơi trú ẩn lẫm sơn chơi không được, ai ngờ lần này dẫn nhiều quá liền xảy ra. Một chút sai lầm. Người đàn ông đầu hói cảm thấy rất oan ức, chúng tôi cũng thật sự không nghĩ tới, mấy ngày nay người thức tỉnh ở phía bên ngoài hoạt động thường xuyên như thế, cũng may, làn sóng ma thú lớn nhất cách lẩm sơn đã không còn xa lúc đầu thu hút quái liền khó có thể giữ lại được mà trong khoảng thời gian này lượng lớn người thức tỉnh tràn vào thâm lam từng nơi trú ẩn người qua lại cũng nhiều hơn làn sóng ma thú anh vất vả thu hút đến vậy mà giờ đây phải phân tán anh cũng bất đắc dĩ lắm chứ tiến sĩ nơi trú ẩn lẩm sơn có tiếp tục nữa không tiến sĩ trịnh đi qua lại trong phòng nơi trú ẩn nhỏ ở xung quanh còn có bao nhiêu người đàn ông hói đầu nhớ lại một phen nói một cách không có chắc chắn có thể là năm sáu hay tám mấy ngày nay phát hiện một số nơi trú ẩn người sống sót cùng vật tư đều đã dời đi tiến sĩ trịnh không nói gì ông có chút do dự lo lắng sẽ bị bên phía lâm đông phát hiện nếu không có lâm vĩ làm đối tác cho dù hiện tại dưới tay ông có rất nhiều chiến sĩ hóa thú nhưng mà đối với thế giới bên ngoài không có hiểu rõ ngay cả chính sách thu hồi nơi trú ẩn nhỏ tiến sĩ trịnh thẳng đến mấy ngày trước từ trong miệng vài tên thức tỉnh bị bắt làm tù binh mới biết được điều này khiến cho ông ta cảm thấy cấp bách việc nghiên cứu chiến sĩ hóa thú cần rất nhiều vật tư tiến sĩ trịnh không cách nào tưởng tượng được một khi nghiên cứu tiến triển đến thời điểm quan trọng bởi vì không có đủ vật tư mà thí nghiệm không thể nào dừng lại điều này sẽ khiến cho ông cảm thấy phát điên sau khi im lặng một hồi tiến sĩ trịnh ra lệnh cầm xuống nơi ẩn nấp lẫm sơn. Hơn 20.000 người sống sót, đặc biệt là một, 2.000 người thức tỉnh, các nguồn vật tư này đủ để dùng trong 2 tháng rồi. Phải nhanh chóng làm lẹ một chút, lỡ như nơi ẩn nấp lẫm sơn cũng bị thu hồi, lúc đó phiền toái. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.